Xin chào mọi người, em giới thiệu với mọi người một cây cảo hai chấu, cảo cơ khí hai chấu của Elora, sản xuất tại Đức, mã hàng là 176-200. Đóng gói trong cái hộp này là hộp bằng giấy nha. Đây là cái cảo hai chấu, ở đây nó có hai cái nắp để mình điều chỉnh cái tầm với. Đây là cái tay cảo, thì độ mở ngàm của cái này là từ 20 đến 200 mm, mã hàng là 176-200 ha. Đây mã hàng 176-200 thì nó có độ mở ngàm là từ 20 đến 200 mm, là nhỏ nhất 20 và lớn nhất là 200 mm, là có nghĩa là khi mà mình muốn mua cái cảo này và mình cạp cái vòng bi ra thì cái vòng bi đó nó phải có cái độ mở ngàm, nó phải có cái đường kính lớn nhất, đường kính ngoài lớn nhất là 200 mm, hoặc là nhỏ hơn thì mới được, trong khoảng từ 20 đến 200 là ok. Thì cái ti của nó sẽ là dài 150 mm. Cái đầu lục lăng ở cái ti này nó sẽ có cái đầu lục lăng này, thì đầu lục lăng này là size 17 mm, mình có thể dùng kết hợp với cờ lê hoặc là mỏ led size 17 để mình vặn ở đây đó, cho nó nhanh á, hoặc là mình dùng cái socket với cái còn tự động, socket size 17 mình chụp vào đây rồi cái còn tự động mình quay thôi ha, hoặc là súng siết ốc á đó. Trọng lượng của cái này là 980 gram, cái này là hoàn toàn sản xuất 100% tại Đức luôn nha mọi người. Vật liệu của nó là bằng thép ha, bề mặt được CM đó, thép chrome vanadium. Ở trên cái đầu của cái viên đầu của cái tay cảo thì nó có cái viên bi ở đây để khi mà mình tì vào cái trục á, mình gạt cái vòng bi ra thì nó sẽ giảm cái lực ma sát để mình xoay cái tay này nó nhanh hơn, thì mình thao tác mình làm việc nó sẽ nhanh hơn. Khi mà mình muốn điều chỉnh cái tầm với thì mình sẽ tháo các cái con bu lông này ra, xong rồi mình điều chỉnh cái vai cảo này gắn lên cái lỗ ở phía trên này. Đó. Ngoài các cái thông số đó ra thì cái cảo này nó còn có thông số kỹ thuật của cái mấu cảo nè, và độ rộng, độ dày, rồi bề sâu. Bây giờ mình đọc luôn ha. Ở đây là bề sâu của mấu cảo là 14 mm, bề dày của mấu cảo là 3 mm, và bề rộng của mấu cảo là 25 mm. Đó. Cái kích thước ở đây là 18 mm. Giá tham khảo của cái cảo 176-200 này là 2,5 triệu một cái.